Chào các bạn, tiếp tục hành trình nha. Thì mình vừa đi ra khóm 2 của phường Lát Tròn xong, bây giờ mình sẽ hướng đi về chợ Lát Tròn nha các bạn. Tới khu vực thuộc chợ Lát Tròn này. Ở đây có một ngôi chùa nữa nè. Chùa này hình như là mới xây dựng, chưa có hoàn thiện, là chùa Vĩnh Giới các bạn nha. Thuộc khóm 2 phường Lát Tròn, chùa Vĩnh Giới. Thấy cái đầu chợ cũng rất là nhộn nhịp nên mình sẽ đi vào các bạn ha. Để có các bạn cấm xe vào chợ. Đây, chợ Lát Tròn. Đây là hình ảnh phía bên trong của chợ Lát Tròn. Quay chợ. Quay chợ là sao? Tôi đẹp em quay tôi trước cái đây tôi mua hết á. Dạ. Khách đừng đi á con. Chợ rẻ tùm lum các bạn. Mình không biết đường đâu các bạn, cứ chạy thôi, thấy đường chạy thôi. Chợ buổi trưa nên vắng. Mình thấy đường mình cứ chạy thôi ha, chứ mình không có biết chợ này đường nào chính, đường nào phụ các bạn. Thank you.
ra lại chỗ cũ nè. Kia là bán hàng tươi sống. Này đi được nè. Dạ. 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 Thôi chắc em chạy xe được không ta? Tôi dọn cho đây nè. Rồi đem đi. Rồi đổ xe. 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 Đây mình gửi xe mình đi lại bộ các bạn. Dạ qua 10 ngày nếu mà mình chưa gặp mấy đó. Đây là khu vực bán đầu tư sống các bạn ha. Đầu tư sống của chợ. Chợ rất là lớn nha các bạn. Mình đi nãy giờ chạy xe lên đó, mình đi vòng vòng chưa hết. Giờ do tuyến đường nhỏ quá, bây giờ mình sẽ lội bộ. Nhưng người ta cũng cấm xe máy đi vào chợ các bạn. Cấm không cho xe máy vào chợ đi. Tại vì buổi sáng sẽ đông hơn buổi chiều như thế này. Sẽ bị kẹt xe ở trong đây. Kẹt là không có đường lùi luôn. Chỗ này là đi lên, đi ngược lên đường quốc lộ nè. Đó. Đi thẳng trước là sẽ đến đường quốc lộ các bạn. Giờ mình sẽ quay trở lại. What?